Chiếc đẩy sò sắt 24 sò công suất lớn nhất và giá trị cao nhất, giá là 8 triệu đồng các bạn. Một con vàng hơn 2 triệu, bác khách ở trên thành phố Điện Biên đã chuyển tiền đủ cho Ngọc Quang buổi sáng ngày hôm nay. Em test thử để gửi theo đường ô tô, bác muốn nhận nhanh. Cảm ơn bác khách đã mua vài lần bên em, lần này bác cũng đã chuyển đủ cho em rồi. Một kênh uy tín của Ngọc Quang Bắc Giang đã được các bác trên mọi miền Tổ quốc tin tưởng, đặt hàng, mua hàng. Và các bác mua rất là nhiều lần. Có những bác thì cũng chưa một lần bắt tay, chưa một lần gặp nhau mà các bác đã chuyển tiền chục triệu cho em. Đấy là em rất là thấy rất là vui là đã làm những sản phẩm chất lượng, đã lựa những sản phẩm chất lượng làm chuẩn chỉ. Đấy, có như thế nào em bán em nói như vậy, cho nên được các bác luôn luôn ủng hộ trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, từ miền Nam, miền Trung rồi tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc cũng đã tin tưởng đặt hàng bên em. Trong những ngày nắng nóng như thế này, rất nhiều đơn vị hoặc là nhiều đơn vị khác cũng có thể là bán rất là chậm, nhưng em Ngọc Quang Bắc Giang vẫn rất là đều đặn để phục vụ các bác trên mọi miền. Đấy, em được nhận rất nhiều những bộ sản phẩm chất lượng, bình dân và cao cấp. Đấy, một lần nữa Ngọc Quang Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn các bác đã tin tưởng đặt hàng và mua bên em những sản phẩm chất lượng, từ những chiếc đẩy, chiếc vang, bình dân cao cấp, rồi thì những cặp loa nghe nhạc, những cặp loa karaoke, vân vân, các loại các sản phẩm bên em, với số lượng bên em thì các bác biết rồi, rất rất là nhiều. Vâng, một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã đặt hàng. Và đây, những cặp loa lời cũng sẽ được đóng và trả các bác chiều ngày hôm nay. Này, em nhận 4 cặp loa lời nữa các bác nhé. Rồi thì 450C thì lên đường rất là đều đặn và nhiều. Cảm ơn các bác và anh em. Em xin tạm dừng ở đây ạ.